Cái điều mà thứ hai mà các bạn hay quan tâm ấy, đó chính là cái thế phận thứ hai mà các bạn hay quan tâm ấy, mà rất dễ gặp phải, đấy chính là con đường đâm thẳng vào nhà, đúng không ạ? Thế phận thứ hai là con đường đâm thẳng vào nhà. Tuy nhiên là tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây quan điểm này có những điều đúng cũng như là có điều sai. Vì khi mà con đường nó đâm thẳng vào nhà của chúng ta ấy, thì nếu như con đường đó còn phải xét cái sự tương quan cũng như là nó đâm vào vị trí nào nữa thì mới rõ được là nó tốt hay xấu. Chứ không phải là tất cả những con đường đâm vào nhà thì đều xấu nhé. Đường đâm vào nhà nếu mà đúng đường liêm đao nữa thì sẽ lại càng xấu. Tôi phải giải thích các bạn về sát khí và cát khí để các bạn có thể biết là tại sao nó lại xảy ra cái thế phạm này, nó lại xấu. Các bạn thấy ở sách vở nói rất là nhiều là thế phạm này là xấu thôi, nhưng mà cũng không giải thích là tại sao. Họ chỉ nói chung chung là ở ngã ba ngã tư thì có nhiều luồng khí phức tạp, rồi lại rất là dễ bị xe cộ đâm vào, rồi thế này thế kia ấy. Thì đó là những cái cách giải thích chủ quan thôi. Còn nếu mà giải thích đúng theo học thuật phong thủy ấy, thì chúng ta phải hiểu về khí, những cái thế phạm mà tạo ra những điều xấu thì nó phải tạo ra cái sát khí, đúng không ạ? Và sát khí ở trong phong thủy được định nghĩa là những đường khí nhanh mạnh và trực xung, nhanh mạnh và trực xung. Còn những đường khí cát khí thì sẽ hòa hoãn, nhẹ nhàng và có điểm tụ. Hòa hoãn, nhẹ nhàng và có điểm tụ có nghĩa là tàng phong ấy, thì những nơi đó là những nơi có cát khí. Còn những nơi mà gió nó rất là khí nó rất là mạnh, nó đi rất là nhanh, rồi sụp trực xung thẳng trực tiếp vào và nó tán tứ lung tung ấy, thì đó là sát khí. Được chưa? Thì khi chúng ta đã có cái kiến thức phong thủy chính phái nó đơn giản như vậy, thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể giải thích được tại vì sao là con đường đâm vào nhà của chúng ta lại là xấu. Một con đường nếu như nó nhỏ hẹp và nó mạnh, nhỏ hẹp và cái đường khí đó mà có những con người đi lại ở đó nó quá mạnh thì nó sẽ là những đường khí xấu. Tương tự như vậy là chúng ta sẽ thấy là tương tự như vậy nó đối với cả một số những cái thế phạm khác mà các bạn cần phải chú ý khi chúng ta mua nhà ấy, là những ngôi nhà có đường phản cung, đường liêm đao sát. Tôi sẽ show ở trên màn hình để các bạn có thể thấy nhé. Tôi sẽ show ở trên màn hình đây cho các bạn thấy là thế nào gọi là đường phản cung, đường liêm đao sát này. Đây, tôi phản cung liêm đao sát. Đây, tôi sẽ chia sẻ màn hình nhé. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên bản đồ đây, nó có con đường như này. Tôi ví dụ một cái nhà cụ thể. Đây, ví dụ như này. Đây là một đường liêm đao. Nếu như các bạn vào trong cái thế như thế này, đường liêm đao đây, thì các bạn thấy là nó như một cái gọng dao ấy, thì căn nhà này, những căn nhà như thế này này, căn nhà trong cái khoanh đỏ này là những căn nhà chịu sát khí rất là mạnh, nên là những căn nhà này sẽ là những căn nhà không tốt. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có những cái tương tự như vậy thì chúng ta cũng có cái những cái thế sát là những cái nơi mà có góc cua nó quá gắt, hoặc là chúng ta phạm vào cái thế gọi là tam xoa thủy, nghĩa là ba cái dòng nước nó như kiểu ba cái đinh ba ấy, thì nó cũng tạo ra những cái đường khí nó rất là mạnh, nó tạo ra cái khó khăn cho cái cát khí nó đi vào nhà chúng ta, và như thế đều gọi là thế phạm. Đường cua gắt là như thế nào? Để tôi sẽ tìm một vài những đường cua gắt. Đây, ví dụ như này. Ví dụ như cái khu này này. Đó, gọi là cua gắt. Đây chính là cái nơi mà Nguyễn Ngọc Nại giao với cả Hoàng Văn Thái. Những bạn nào mà sống ở trong khu vực này các bạn sẽ thấy là tai nạn rất là nhiều. Nhà tôi gần khu này tôi chứng kiến cụ thể luôn là đây tai nạn rất nhiều. Đó, những đường cua gắt. Tiếp theo nữa là Tam Xoa Thủy. Tam Xoa Thủy thì tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện về cái trường River Valley School của bên Singapore. Thì ở bên Singapore ấy, nó có một cái trường nó gọi là River Valley, tạm dịch là thung lũng dòng sông. Thì cái khu thung lũng dòng sông này có cái đường thủy nó đâm thẳng vào trường River Valley School. Đây rồi, Bon Lay. Đúng rồi, nằm trên đại lộ Bon Lay đây. Thì các bạn thấy đây,
Đây là môi trường này. Môi trường này thì tôi đã chia sẻ trong một cái buổi trong một cái video rồi đúng không? Môi trường này thì có ba đứa trẻ mà tự tử ở trên cái giếng và vừa rồi lại có một vụ giết người đấy. Thì các bạn nhìn thấy đây, nó nằm ở trên cái dòng để như này dễ hơn. Đấy. Các bạn nhìn thấy đây là dòng Tam Sao Thủy đây. Các bạn nhìn thấy cái đinh ba. Dòng đinh ba này ở khu vực này thì hoàn toàn là đồi núi và cái khu vực này mới là khu vực mà có người sinh sống, nên là khu vực này là khu vực khá là xấu. Nó đã được chứng minh bởi những cái sự kiện nó đã diễn ra ở ngôi trường này. Thì khi mà chúng ta mua nhà chúng ta cũng cần phải chú ý như thế. Nếu mà những nơi nào mà có cái tam có con sông mà tam xoa thủy như vậy thì các bạn cũng cần phải lưu ý trước khi mà các bạn quyết định là mua nhà đó. Nếu mà có mua để chúng ta đầu cơ thì có thể chấp nhận, nếu mà mua để mà ở thì chúng ta đặc biệt phải lưu ý nhá.